Vâng, lời đầu tiên thì chú Út Lê mến chào mọi người và chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì đến clip ngày hôm nay thì mình Út Lê sưu tầm được một cái con quạt bằng Senco mang nhãn hiệu model là B1612. Mình thấy cái con quạt này cũng vừa rẻ mà nó lại thấy nó xài cũng rất là chất lượng, nhìn thấy rất là đẹp luôn. Cái màu kem cốm này nhìn thấy rất là đã. Hôm nay là mình sẽ review, mình chia sẻ nó với mọi người, cũng giống như là về giá cả và về vẻ ngoại hình và cập nhật nó về cái động cơ nó như thế nào, để cho mọi người xem có thể là cùng Út Lê tham khảo về cái mẫu quạt này, có thể là mình mua lựa chọn cho gia đình sử dụng nha. Và bây giờ thì Út Lê sẽ quay camera lại và mình đi vào chi tiết của chiếc quạt này nó như thế nào nha mọi người. Vâng, thì trước mắt mọi người và Úc Lê, đó là một con quạt cực kỳ đẹp và nhìn cái màu sắc rất là sang luôn. Và đây là con quạt mới luôn nha mọi người. Thì mình thấy nó rất là đẹp và cái giá cả mình mua về nó cũng rất là rẻ luôn. Rồi xem, thì đối với con quạt này mình mua cái tầm giá trên thị trường khoảng 240 à, 240, 240k. Nhưng mà mình thấy rằng mình xài nó rất là đẹp. Thì so với ưu điểm mà vượt trội so với cái chiếc quạt bàn, mình cũng hôm trước cũng chia sẻ đó là cái quạt vàng chỉ có 3 tấc thôi, cái khung quạt nó chỉ có 3 tấc thì nó rất là nhỏ, thì cái luồng lượng gió nó ra thì nó cũng không có được nhiều bằng cái chiếc quạt này. Quạt này thì cái khung quạt nó tới 40 lần, vì vậy mà nó ra lượng gió rất là mạnh. Thì nó tầm giá thì so với con quạt bàn B1312 á thì nó cũng tầm giá 200 rồi, nhưng mà cái con này thì cao hơn chỉ có 40k thôi, 40.000. Nhưng mà nó, mọi người xem cái khung quạt, cái cánh quạt nó rất là đẹp luôn, nó rất là lượng gió rất là mạnh. Ngoài cái khung quạt thì nó, mọi người xem thì nó rất là dày. Thì hầu hết là các loại quạt của Senco, từ quạt treo tường cho đến là những chiếc quạt bàn, quạt đứng, thì đầu tiên là cái chất lượng đầu tiên của chiếc quạt đó là cái khung quạt nha mọi người. Cái khung quạt rất là dày luôn, mọi người xem nè, nó rất là dày và rất là chắc. Và chiếc quạt bàn này là B1612 này phối hợp màu rất là đẹp luôn. Thì nó cũng có rất là nhiều màu nha mọi người, nhưng mà mình thấy cái màu này thì nó đẹp nhất. Có màu trắng sữa, rồi màu kem, đây là màu kem, màu xanh kem cốm, rồi màu màu xám nữa. Nó có nhiều loại màu lắm. Mình có thể là lựa chọn ở ngoài cái cửa hàng đó, mình mua mình lựa chọn tùy thích theo cái màu của mỗi gia đình sử dụng. Thì mình thấy cái màu này rất là đẹp luôn nè, người xem. Và cái nó cũng có cái ba cấp độ nữa, cái cấp độ xoay tròn, người xem nè, 1, 2 và 3. Đây là cái nhãn hiệu và cái số model của chiếc quạt bàn. Đây là model là B1612. Còn này, đây là có cái cánh quạt, nó là cánh quạt một bầu, nó cũng tương tự như những chiếc quạt khác. Ở trong mọi người xem thì nó cũng cái khung rất là dày luôn. Còn đối với cái phía sau có động cơ, phía sau động cơ thì mình thấy rằng á là cái nó cũng tương tự như cái chiếc quạt bàn B1312, thì nó cũng phía sau nó dàn lược gió vô ở phía sau nó cũng tương tự thôi. Nhưng mà cái động cơ của chiếc quạt Senco, quạt bàn Senco này B1612 này làm bằng vật thau. Thì đối với đầu bàn làm vật thau thì cái cánh quạt của nó khi mà quạt ra gió nó chạy sẽ là rất là cực êm luôn, cái động cơ mình sẽ nghe rất êm ái. Và cái tương đồng với những cái dòng quạt bàn khác thì nó cũng có bằng cái núm điều chỉnh đảo chiều của quạt á, thì nó cũng bằng điều chỉnh cơ luôn nha mọi người. Cái dòng quạt này tầm giá tầm rẻ nên không có điều khiển bằng từ xa hoặc là điều khiển bằng tự động được, nó chỉ là điều chỉnh cơ. Rất là màu sắc rất là cổ điển luôn. Rồi bây giờ mình thấy ngồi vào cái thân quạt đó mọi người xem nè, bằng nhựa rất là dày, rất là chắc luôn. Cái cổ quạt cũng cực kỳ chắc, quạt này là con quạt mới zin nha mọi người. Đây là cái đế nè, cái đế màu nó rất là đẹp luôn. Đây là cái nhãn hàng tem mác của cái quạt bàn Senco, cánh là 39 cm mọi người. Và cái nguồn điện đó là 220V và cái công suất cực đại của nó là 47W.
Thấy tháng sản xuất nó là tháng 7 năm 2020, nghĩa là nó mới sản xuất cách đây có một mấy tháng, vài tháng nha mọi người. Quạt cực kỳ mới luôn. Rất là dày, rất là chắc. Mà xem cái đế nữa. Nhìn thấy rất là chắc. Rồi quạt hầu hết là các loại quạt của hãng Senco làm tìm thấy nó rất là chất lượng luôn. Đây là cái mã sản phẩm công suất nha mọi người. Rất là chắc. Bây giờ là mình sẽ kim điện vô mình bắt thử cho mọi người xem nha. Cái chất lượng nó như thế nào. Đây nè mọi người. Thì lúc nào cái chiếc quạt Senco chính hãng của nó thì cũng đều có cái tem mát nè, đi kèm theo đường dây hết trơn á. Cái chỗ cái phích cắm thì nó có cái chữ Senco nha mọi người. Ở phía sau đồng trục có chữ Senco mọi người xem nè. Nó đi kèm với nhau. Và bây giờ mình sẽ ghim thử nha. Nhờ cái cấp độ đầu tiên sẽ chỉnh là cấp độ số 1. Quạt chạy nghe cực kỳ êm và cái gió ra cực kỳ mát nha mọi người. Nó quay rất êm ái luôn. Bây giờ là mình sẽ chỉnh cho nó đứng lại nha. Chỉnh cho đứng lại mình sẽ kéo cái núm lên. Đây. Thì mình thấy rằng nó quạt nè, gió rất là rét luôn. Mình sẽ để cái khăn mình thử coi. Cái khăn khá là dày nha mọi người. Đây. Đây là cấp độ số 1, là cái cấp độ yếu nhất nha. Bây giờ mình sẽ tăng dần cấp độ số 2 của nó như thế nào. Bắt đầu nó mạnh hơn này. Đây mọi người xem. Nó bồng cái khăn. Và gió này là mà vô ngay cái mùa đông mà mình bắt cái quạt bàn Senco này lên là mình sẽ cực rét luôn. Và mình thấy tin dùng cái chiếc quạt Senco này ở chỗ là cái động cơ nó quạt rất là êm và lượng gió ra rất là mát. Đây mình sẽ cho mọi người xem nghe được cái động cơ đó chạy cực kỳ êm mà không có nghe được cái tiếng động cơ quạt như thế nào hết, chạy cực kỳ đã luôn. Nó làm bằng từ cái bạc thau, động cơ bạc thau rất là đã. Giờ tới cái số 3, cái độ mạnh nhất con người, rất là lạnh luôn, cực kỳ lạnh, rất là mát nhưng mà nó xài nó rất là êm ái luôn. Bây giờ nghe tiếng gió thôi. Vâng, thì Út Lê vừa chia sẻ với mọi người đó là một cái con quạt cực kỳ đẹp luôn, là có con quạt quạt bàn B1612. Thì hy vọng rằng nó sẽ thật sự hữu ích để cho mọi người để tham khảo, có thể là mua được cái chiếc quạt này nha mọi người, để ở cái bàn học á, hay là để ở chân bàn mình, ở dưới những cái chân võng mình nằm cũng được. Nó quạt cực kỳ mát luôn, rất là tuyệt vời luôn. Động cơ thì nó dòng bạc thau á nên nó xài rất là êm. Vâng, thì Út Lê xin tạm dừng video tại đây nha mọi người. Nếu em thấy clip của Út Lê chia sẻ hay, hãy nhớ cho một like và nhớ đăng ký kênh để dõi theo những video tiếp theo của Út Lê nha. Bây giờ Út Lê thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye.